Nếu Việt Nam mình đoàn kết như Israel thì sẽ phát triển hơn vì mình có ơn trên giúp đỡ nữa, phải không chúng? Người Israel á, cái trình độ họ cao, họ rất là đoàn kết, tuy là họ mất nước và sống lưu lạc khắp năm châu, nhưng mà họ không có giống người mình. Trong khi người của mình á, cũng cùng là người Việt, chú cũng người Việt, chú cũng giúp người Việt, lấy tiền của cá nhân đi giúp người Việt. Chú mở cái núi Thiên Long Sơn là để cho con cháu của mình ở hải ngoại có một cái nguồn gốc lịch sử để mà nó biết là tại sao mình là người Á Châu mà lại ở Mỹ, nhưng lúc đó đâu biết lịch sử. Thì trên đó để những cái tượng anh hùng dân tộc lịch sử, rồi cũng để tượng Phật nhà nhà Công giáo trên đó, như là công viên. Chứ chú đâu có phải mở Thiên Long Sơn để tụ tập để mà đi nấu gì đâu, đâu có phải làm gì đâu mà cũng là người Việt Nam mình đi phá người Việt Nam mình. Đó là cái đau buồn của mình vậy. Cho nên ở Mỹ này không có từ Nam Cali tới Bắc Cali, ở người Việt Nam mình không có cái gọi là cái chỗ nào cho riêng người Việt hết. Thì chú mới dành tiền cá nhân để mua một miếng đất tặng cho người Việt để mà có một chỗ để mà cắm dùi đó. Chứ còn ở vùng Bắc Cali này, hồi xưa chính phủ cho người Việt mình một cái công viên 20 triệu, nhưng mà hai ba phe đấu đá nhau, cộng với phe chi bộ xen vô ở bên Việt Nam không có muốn người Việt mình ở đây có cái thế lực, cho nên họ mới cứ phá hoài. Đó là chú biết như vậy. Người Việt ngoài cái Thiên Long Sơn ở Bắc Cali không có cái gì khác hơn là của riêng người Việt hết. Đó là chú biết như vậy. Tại vì do người mình không có đoàn kết. Người Việt mình mà đoàn kết như người Do Thái thì đỡ lắm. Như chú nói, mai mốt nước mình sẽ bị nạn. Mỹ nó cũng không phải là binh mình, nghe giờ nó cũng không binh, nghe nó phải lo đồng minh với Tàu, mà Tàu đánh mình thì đo nghe đâu binh mình. Chỉ có người Việt hải ngoại á, chú xin mỗi người một tô phở để cứu dân của mình thôi. Thì đó là số tiền nhiều chú một mình lo không có nổi. Thì lúc đó chú sẽ lên mạng xin, làm mặt dày xin. Thì tính trước vậy đó, sắp sửa lại. Bữa nay